Hello, xin chào cả nhà mình nha. Đây là đoạn đường đi xuống dưới miền Tây để thăm thầy Yên. Chuẩn bị qua cây cầu Mỹ Thuận rồi, một cây cầu rất là nổi tiếng của miền Tây. Lần đầu tiên thì mình cũng đi qua cây cầu này và mình chút xíu nữa mình sẽ quay cho cả nhà coi nha. Không biết nó như thế nào. Rồi. Thực sự khi mình cũng quá bất ngờ nha các bạn, khi hình như là lần đầu tiên mình đi xuống theo đường cao tốc đi xuống dưới miền Tây. Hồi xưa đó mình có đi một lần đi xuống đây cách đây khoảng chừng 10 năm thì chưa có đường cao tốc nha, và đường xá nó không có được giống như bây giờ đâu. Mà bây giờ đó sau 10 năm thì mình cảm thấy là đường xá nó được nâng cấp rất là nhiều các bạn, và họ hàng quán rất là nhiều. Đây là một cái điểm nhấn của là Việt Nam của chúng ta nha cả nhà, càng ngày càng phát triển rất là ok nha cả nhà. Đây là huyện Cái Bè, chào mừng quý khách nha. Tới huyện Cái Bè rồi nha cả nhà. Cái Bè thì không biết tại sao mà là gọi là Cái Bè. Cái Bè là sao Thanh? Không biết luôn hả? Rồi bác Tài bác cũng không biết luôn, vậy là mình cũng không biết luôn nha cả nhà. Hướng nhân viên thì kỳ. Rồi chúng ta chuẩn bị tới chân cầu của Mỹ Thuận rồi nha cả nhà. Các bạn thấy không? Đó. Ở bên kia thì nó có một cái cũng đang xây dựng cầu Mỹ Thuận 2. Ồ, vậy là sau khi cầu Mỹ Thuận 1 hoàn thành và đã thông xe cách đây mấy năm rồi thì bắt đầu là chính phủ Việt Nam tiếp tục là đang xây dựng một cây cầu Mỹ Thuận 2. Và đây là trên đường đi qua cầu Mỹ Thuận nha cả nhà. Rồi bên kia thì chúng ta thấy đó là cầu Mỹ Thuận 2 đang xây dựng nha cả nhà. Wow, lần đầu tiên thấy kinh không? Úi dồi ôi kìa, đấy nhá, quá trời người kìa. Chắc mình nghĩ rằng cũng chuẩn bị rồi nha cả nhà, chuẩn bị là thông xe đấy. Khoảng chừng chắc 1 năm 2 năm nữa thôi. Phải nói con người của chúng ta quá hay ho. Đây, thử coi nha, đó, đó, kéo xuống coi. Đó thấy chưa? Rồi, đây thì đây là cầu Mỹ Thuận nha. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Mình nghĩ là chắc cũng gần xong rồi nha cả nhà. Đó, có nghĩa là người ta cũng đã nối hai đầu lại rồi. Và chắc trong thời gian ngắn thôi thì sẽ thông xe nha cả nhà. Đó, hai mí cầu kìa. Quá đẹp. Ở dưới thì bây giờ là nước sông cũng rất là đục. Rồi sau khi chúng ta đi hết cây cầu Mỹ Thuận này thì bên tay phải của chúng ta là Sa Đéc. Bên tay trái là Vĩnh Long nha con nha. Vĩnh Long rồi đó, các bạn thấy không? Đây là bảng hiệu nè, Sa Đéc bên tay phải, Vĩnh Long là bên tay trái. Rồi cuộc tiếp tục cuộc hành trình cho tới là Cà Mau để xuống gặp thầy Yên chữa cái bệnh là lưỡi ngắn nha cả nhà.